mừng tất cả mọi người đang đến với QQ's Corner. Chuyện series này sẽ là những cái clip mà Quang Quý sẽ làm liên quan tới cuộc sống của mình, liên quan đến những đồ vật xung quanh. Ngày hôm nay Quang Quý đã được gửi tặng một món quà, đó chính là chiếc máy ép chậm Micio. Đó, và với chiếc máy ép chậm này thì Quang Quý sẽ tiếp tục thực hiện liệu trình detox của mình trong khoảng thời gian, ví dụ như nha, 1-2 tháng mình làm một lần đi, nhưng mà làm ngắn hơn, làm khoảng 3 ngày thôi. Và cũng như là mình cũng có thể là kết hợp ép với nước ép trái cây, mình uống mỗi ngày thì cũng tốt cho sức khỏe, đúng không? Có nhiều người sẽ hỏi là với việc là mình ép bằng cái máy ép thường với ép bằng cái máy ép chậm thì có gì khác nhau. Đây, ngay trên cái bề mặt của chiếc thùng của chúng ta là đã thấy được rồi nè. Với việc là chúng ta máy ép bằng cái máy ép chậm á, thì khi mà nước ép của chúng ta để ra lâu á thì nó cũng sẽ không bị phân tầng mọi người nha. Nhưng mà với ép bằng ép bình thường á, chắc chắn cái này mọi người sẽ thấy nè. Đó, ở dưới nước, ở trên cái, nhìn rất là kỳ kỳ đúng không ạ? Với lại là cái này á, với lại việc là ép bằng ép chậm á, nó sẽ giữ được cái enzyme ở trong. Và cũng như là cái hàm lượng cái hàm lượng nước á, nó được ép ra nhiều hơn, cái bã và cái xác nó sẽ khô hơn rất là nhiều. Rồi, bây giờ thì không nói nhiều với tất cả mọi người nữa, bây giờ Quang Quý sẽ lắp ráp cái máy này cho mọi người cùng thấy nha. Rồi, như vậy là đã lắp ráp xong chiếc máy rồi. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau thực hiện nước ép nha. Mọi người cũng biết là Quang Quý làm ở đâu? VOV giao thông, liên quan tới cái đèn giao thông. Nên mình sẽ làm nước ép 3 màu đèn giao thông mọi người nha. Bắt đầu nào. Chuẩn bị sẵn đầu tiên là để có màu xanh thì mình sẽ có là táo, dưa leo và cũng như là cần tây. Rồi tiếp tục màu vàng cũng có thêm cần nha. Rồi có thêm là nửa trái dứa với lại là một củ cà rốt. Ngoài ra thì màu đỏ thì sẽ có gì? Có củ dền. Hồi đó tới giờ thì Quý cứ nghĩ là củ dền với lại cà rốt là để nấu canh thôi. Nhưng mà bây giờ thì mình cũng có thể là mình ép ra luôn để xem nó ra như thế nào nha. Rồi với 3 dĩa nguyên liệu mình đã chuẩn bị sẵn rồi, cùng với chiếc máy ép chậm Micio, thì bây giờ thì mình hãy cùng nhau thực hiện từng món nước ép nha. Đây là cái phần bã nè, rất là khô luôn mọi người. Cái bã này thì mình cũng có thể là mình lấy để đắp mặt nạ hoặc là mình lấy mình làm phân bón cũng rất là hay nha. Đó. Đây cho mọi người thấy màu xanh, màu vàng đi, coi là màu đen vàng đi nha. Ở đây chuẩn bị chúng ta sẽ tiếp tục xay những nguyên liệu này nha. Nguyễn Cửu vô luôn. Vô. Và như vậy là chúng ta đã thực hiện xong món nước ép 3 màu ngày hôm nay, đèn tín hiệu giao thông của Quang Quý, màu đỏ, màu vàng, màu xanh lá cây. Đó, và với cái việc là mọi người có thể là kết hợp luyện tập thể dục thể thao nha, nhưng mà nhẹ nhàng thôi, tại vì trong cái thời gian mà detox á thì mình hạn chế ăn đến mức thấp nhất và thậm chí là không ăn luôn. Mình có thể là cách khoảng là cứ 2 tiếng đồng hồ là mình cứ uống một ly nước ép, hoặc là mình có thể mình xay á nguyên một cái bình luôn á, mình cứ ôm theo bên người vậy nè. Đó, rồi nếu mà lúc mà mình đói mình cứ uống nước ép, và cái lúc đó cần sự kiên trì rất là nhiều từ phía tất cả mọi người để có thể là giảm cân và detox trong khoảng thời gian từ 3-5 ngày nha. Ngoài ra thì với những cái nguyên liệu á thì mọi người có thể là tùy thuộc theo cái nhu cầu của mình với lại cái sở thích của mình. Chẳng hạn như là chúng ta có thể là sử dụng như là cần nè, hay là dưa leo nè. Ngoài ra thì còn có các loại trái cây như là táo nè, ổi nè, cam nè, bưởi nè, tùy theo nhu cầu của mình nha. Còn có thể kết hợp với loại củ nữa như là cà rốt hay là củ dền, cái màu rất là đẹp. Rồi hy vọng là mọi người sẽ có thể cùng với Quang Quý giảm cân và có động lực hơn để chúng ta quay trở lại sau mùa dịch thật là đẹp, thật là rạng rỡ mọi người ạ. Và nếu có những thành quả gì thì hãy nhớ comment ở phía bên dưới cho Quang Quý để chúng ta chia sẻ thành quả cùng với nhau. Và Quang Quý vẫn đang cố gắng để luyện tập cơ thể của mình và cũng như là
hỗ trợ tốt cho cái làn da của mình nữa, tại vì quay makeup hơi nhiều, nhưng lúc đi quay makeup nhiều lắm cho nên là mặt mũi nó hơi ghê. Rồi, và bây giờ thì chắc phải rửa. Nhưng mà điều một cái là cái máy này nó rửa rất là dễ nha, cho nên mọi người có thể là yên tâm. Và rất là cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi đến cuối clip của Quang Quý, và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo của QQ's Corner. Nếu mà có những gì muốn thắc mắc hay muốn hỏi gì đó thì quý vị cũng có thể là comment cho Quý nghe. Rồi, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.